Chương 3. Thực phẩm chức năng với các bệnh mãn tính. Sau bài học này, các bạn cần đạt được hai mục tiêu. 1. Trình bày khái niệm, đặc điểm của các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư gan và bệnh xương khớp. 2. Trình bày được các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ và phòng chống các bệnh xương khớp, đái tháo đường, ung thư, gan và bệnh tim mạch. Chúng ta cùng tìm hiểu thực phẩm chức năng với bệnh tim mạch. Các bệnh tim mạch thường gặp: tổn thương tim, suy tuần hoàn do mạch. Tổn thương tim không do mạch vành gồm ngộ độc kali, canxi, natri, suy tim do thiếu vitamin B1, do cơ chế miễn dịch, do nhiễm độc nhiễm khuẩn. Tổn thương tim do mạch vành: một, cơn đau thắt ngực; hai, nhồi máu cơ tim. Suy tuần hoàn do mạch: sờ vỡ động mạch, cao huyết áp. Các nguy cơ gây bệnh tim mạch: do chế độ ăn quá nhiều mỡ bão hòa, axit béo thể tràn, thực phẩm giàu cholesterol, ít chất xơ. Hút thuốc lá và bệnh tim mạch: trong thuốc lá có khoảng 200 các hóa chất độc, trong đó có nicotine. Nicotine có thể gây nên máu dễ vón cục, tăng huyết áp, tăng nhịp tim, làm hư hại động mạch. Gốc tự do oxy hóa các phân tử lipid, các tế bào nội mạch, dễ gây lên vữa xơ động mạch. Các bệnh mãn tính khác dễ gây kèm theo vữa xơ động mạch: cao huyết áp, bệnh đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tăng cân, béo phì, thiểu năng tuyến giáp, thiểu năng hormone sinh dục, viêm cầu thận mãn, ô nhiễm môi trường, ít vận động, uống nhiều rượu. Lợi ích của việc uống rượu: thức uống khai vị, kích thích ăn ngon. Rượu thuốc có tác dụng hoạt huyết, cân bằng âm dương, giãn gân thông mạch. Ngoài ra, rượu còn có tác dụng truyền tải dẫn thuốc bổ dưỡng, tác dụng phòng bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ trị liệu sau bị bệnh. Tác hại của việc uống nhiều rượu: ngộ độc rượu, gây bệnh tật, xơ gan, tổn thương thần kinh, tăng huyết áp, ảnh hưởng nhân cách, tai nạn giao thông. Còn có những nguyên nhân khác như lão hóa, giới tính và chủng tộc, di truyền. Thực phẩm chức năng phòng chống bệnh tim mạch gồm: thực phẩm chức năng hỗ trợ làm giảm cholesterol, thực phẩm chức năng cung cấp chất xơ làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch gồm: chất xơ không hòa tan, chất xơ hòa tan, chất xơ thực phẩm phòng ngừa bệnh đái tháo đường, chất xơ thực phẩm có tác dụng điều hòa năng lượng, phòng chống béo phì, thực phẩm chức năng phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, suy mạch vành và nhồi máu. Thực phẩm chức năng cung cấp các hoạt chất phòng chống bệnh tim mạch. Thực phẩm chức năng và bệnh đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường là hội chứng có đặc trưng là tăng glucose huyết và xuất hiện glucose trong nước tiểu do kháng lại insulin hoặc sự kháng lại không bình thường của các mô đối với tác dụng của insulin. Phân loại: đái tháo đường type 1 tăng đường huyết do thiếu insulin. Đái tháo đường type 2 đái tháo đường không phụ thuộc insulin. Nguy cơ gây bệnh đái tháo đường: tăng cân béo phì, sống làm việc tĩnh tại, ít hoạt động thể lực. Yếu tố di truyền, khẩu phần ăn, uống nhiều rượu, huyết áp cao, tăng gốc tự do, tăng cholesterol, dùng thuốc ngừa thai có nguy cơ làm tăng sự kháng insulin, di truyền chậm phát triển trong tử cung, cường tuyến đối kháng insulin. Thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống, hỗ trợ bệnh đái tháo đường, các thực phẩm bổ sung axit béo không no. Các thực phẩm chức năng bổ sung chất xơ có tác dụng giảm mức glucose và insulin trong máu, dẫn tới giảm nguy cơ đái tháo đường type 2. Thực phẩm chức năng bổ sung cờ rôm, magie, vitamin E, làm các mô sử dụng glucose dễ dàng, tăng sự dung nạp glucose. Thực phẩm chức năng cung cấp các hoạt chất ức chế men glucosid, nên có tác dụng giảm đường huyết. Thực phẩm chức năng cung cấp các chất chống oxy hóa. Sản phẩm trong đậu tương, nghệ, gấc, chè xanh có tác dụng bảo vệ và hỗ trợ các tế bào tiểu đào tuyến tụy, bảo vệ và kích thích các thụ cảm thể của các tế bào, các mô nhạy cảm với insulin. Kích thích cơ thể sản xuất nicotic oxit, làm tăng tuần hoàn mô, hồi phục tổ chức tăng nhạy cảm với insulin. Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân, giảm béo phì, giảm cholesterol và lipid máu, do đó giảm kháng insulin. Thực phẩm chức năng hỗ trợ tái tạo tế bào, tổ chức và chống viêm. Nhiều thực phẩm chức năng có tác dụng tái tạo tế bào và tổ chức như các sản phẩm của nghệ,
nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng tác dụng ức chế yếu tố gây viêm, ức chế các cytokine gây viêm. Do đó sẽ làm giảm kháng với insulin của các mô, nhất là mô cơ, mô mỡ. Khuyến cáo dự phòng đái tháo đường. Một, dự phòng và điều trị thừa cân, béo phì, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao. 2. Duy trì chỉ số BMI tốt nhất. 3. Thực hành hoạt động thể lực. Trung bình 20 đến 30 phút mỗi ngày, duy trì 5 ngày trong tuần. 4. Duy trì chế độ ăn và bổ sung thực phẩm chức năng, ăn đủ rau quả, đậu, ngũ cốc toàn phần hàng ngày, ăn ít đường, ngọt và chất béo. Nên sử dụng các thành phần có hàm lượng chất xơ cao và chỉ số đường huyết thấp. Chế độ ăn phải cung cấp được 40 đến 50% lượng calo dưới dạng hydrate carbon. Sử dụng thường xuyên các thực phẩm chức năng phòng ngừa đái tháo đường, tim mạch, huyết áp. 5. Không hút thuốc lá. Không uống rượu và đồ uống có cồn. 6. Phòng ngừa các bệnh kèm theo, ví dụ như vỡ xơ động mạch, tăng huyết áp. 7. Định kỳ xét nghiệm, kiểm tra đường máu. Đại cương về bệnh xương khớp, loãng xương. Là quá trình giảm khoáng của xương do sự điều chuyển canxi từ xương vào máu bởi tác dụng ưu thế của hủy cốt bào so với tạo cốt bào. Loãng xương khác với nhuyễn xương là dạng khác của giảm khoáng do thiếu vitamin D. Phân loại loãng xương. 1. Loãng xương nguyên phát. Tuyếp 1. Loãng xương sau mãn kinh. Tuyếp 2. Loãng xương ở người già là do lão hóa. 2. Loãng xương thứ phát. Do các nguyên nhân thiếu canxi. Các yếu tố nguy cơ gây loãng xương. 1. Mãn kinh sớm. 2. Nữ giới. 3. Di truyền. 4. Cấu trúc xương mỏng. 5. Chỉ số cơ thể BMI thấp. 6. Hút thuốc lá. 7. Nghiện rượu. 8. Lối sống tĩnh tại. 9. Chế độ ăn, nghèo canxi, vitamin, khoáng chất. 10. Ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vai trò của canxi. Canxi là nguyên tố nhiều nhất trong cơ thể. Canxi là thành phần chính của xương, răng, móng. Cùng với phốt phò, magie, canxi có vai trò hàn gắn các điểm xương bị tổn thương, giúp xương phát triển và giữ được tính cứng chắc. Là thành phần chính trong quá trình cốt hóa của xương. Do phải chịu sức nén của cơ thể và sự ma sát khi vận động, các tế bào xương ở đầu khớp xương bị vỡ ra, rồi lại được tái tạo. Quá trình này cần có vitamin kích thích sự hấp thụ canxi. Magie điều phối canxi vào xương, canxi cùng phốt phò tạo ra những tế bào xương mới. Canxi giữ vai trò truyền dẫn thông tin thứ hai của trong hoạt động của cơ thể. Canxi còn liên quan đến quá trình đông máu, hiện tượng co cơ, nhịp đập của tim. Trẻ sơ sinh, trẻ em, ở tuổi lớn, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, có nhu cầu canxi rất cao, do vậy các sản phẩm thực phẩm chức năng cung cấp canxi rất đa dạng và phong phú đáp ứng nhu cầu sử dụng của người bệnh. Thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống bệnh về xương. Thực phẩm chức năng bổ sung canxi làm cho quá trình cốt hóa hoàn thiện hơn, giảm nguy cơ thiếu canxi, phòng tránh được nhiều chứng bệnh. Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin A, B, đồng, các yếu tố có tác dụng tích trữ canxi ở xương. Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin K, cần thiết cho quá trình carboxin hóa, là chất cơ bản của xương. Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C có tác dụng tốt tới chất collagen ở khung xương. Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin D, phòng chống bệnh còi xương, nhuyễn xương. Chế độ ăn nhiều chất protein sẽ làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu, do vậy cần duy trì hàm lượng trong khẩu phần ăn. Khuyến cáo dự phòng loãng xương. 1. Tăng thêm các thức ăn giàu canxi và sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung canxi. 2. Trong khẩu phần ăn nên dùng lượng protein từ động vật vừa phải, nếu ăn nhiều lượng protein thải qua nước tiểu, cần bổ sung canxi. 3. Ăn tăng cường rau quả và trái cây. 4. Hoạt động thể lực vừa phải ở người già và tăng cường ở người trẻ. 5. Giảm khẩu phần natri. 6. Tránh hút thuốc, hạn chế uống rượu. 7. Có thời gian tắm nắng hàng ngày. 8. Ở người có khẩu phần ăn canxi thấp, nên sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung canxi và vitamin D. 9. Ở những đối tượng có nhu cầu canxi cao, phụ nữ có thai, cho con bú, trẻ em, người gãy xương, phụ nữ mãn kinh nên sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung canxi và khoáng chất thích hợp. 10. Duy trì cân nặng.
thực phẩm chức năng phòng chống bệnh về khớp, thực phẩm chức năng bổ sung các vi chất nên có tác động gián tiếp tới khớp thông qua nâng cao sức khỏe chung. Ví dụ, phòng chống rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch, tiểu đường, chống oxy hóa, nên tác động tới chức năng khớp, thực phẩm chức năng ức chế các yếu tố gây viêm và các cytokine gây viêm, phòng chống được viêm khớp. Thực phẩm chức năng tác động trực tiếp tới khớp. Sụn cá, sụn gà có tác dụng chống bệnh khớp. Collagen có tác dụng cấu tạo cấu trúc các mô liên kết với liều lượng nhỏ. Glucosamine có tác dụng chống thoái hóa khớp. Silic tham gia tái tạo sụn khớp và mô liên kết. Phlo tham gia tái tạo cấu trúc xương và sụn. Vitamin B tham gia chuyển hóa đường và protein. Vitamin C, E, selen có tác dụng chống gốc tự do, có tác dụng bảo vệ khớp. Thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược có tác dụng phòng chống bệnh khớp như atiso, bakit, bạc hà, bạch chỉ, bạch thược. Bồ công anh, cẩu tích, cà gai leo, chia vôi, cỏ xước, cốt khí cu, dây đào xương, mẫu đơn, mộc qua, nghệ, ngưu tất, sa nhân, tục đoạn, vòi voi, hy thiêm, xuyên khung. Xương bồ, thiên niên kiện. Thực phẩm chức năng có nguồn gốc động vật tác dụng với bệnh xương khớp, hổ, gấu, rắn, khỉ, ong, kỳ đà, tê giác, tắc kè. Thực phẩm chức năng và bệnh ung thư. Bệnh ung thư là bệnh của tế bào với 3 đặc trưng cơ bản là 1. Sinh sản của tế bào vô hạn độ. 2. Xâm lấn các tổ chức xung quanh. 3. Di căn đến nơi khác. Các tổn thương tế bào. Tác nhân gây tổn thương do thiếu oxy. Tác nhân vật lý, hóa chất, thuốc tây. Phản ứng miễn dịch. Vi sinh vật, ký sinh trùng. Mất cân bằng dinh dưỡng. Sai sót gen di truyền. Lão hóa. Phân loại ung thư. Ung thư nguyên phát, bắt nguồn từ tế bào có vị trí ban đầu hay vị trí gốc. Ung thư thứ phát là ung thư do di căn của tế bào ung thư đến vị trí khác vị trí ban đầu. Nguyên nhân gây ung thư. 1. Sinh học, nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. 2. Vật lý. Phóng xạ, tia cực tím, sóng radio, sóng tần số thấp. 3. Hóa học. Hóa chất công nghiệp, hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Hóa chất môi trường. Dược phẩm, nội tiết tố. 4. Ăn uống. Rượu, thuốc lá, độc tố, nấm mốc. Thực phẩm ướp muối. Thực phẩm chiên, hun khói, nướng. Thịt đỏ. Nhiều muối bão hòa. 5. Lỗi gen di truyền. 6. Suy giảm miễn dịch. Một số loại thực phẩm có nguy cơ gây ung thư. Thực phẩm chiên, rán, nướng, đun nấu ở nhiệt độ cao. Thịt hun khói, cá sấy khô. Các loại thịt, cá ướp muối, cá muối khô, thức ăn mặn, thịt hộp, cá hộp, xúc xích, giăm bông, chế độ ăn giàu năng lượng, nhiều mỡ. Thực phẩm nhiễm nấm mốc, thực phẩm ô nhiễm hóa chất, thịt đỏ. Nước uống khử trùng bằng clo, dioxin nhiễm vào thực phẩm, thuốc lá, rượu, dưa muối, thực phẩm có chứa lượng đường lớn, kết hợp phụ gia, chế biến nóng. Cà phê chưa lọc, cà phê rang cháy, nước ép hoa quả, ăn các loại cá đáy biển, sông hồ, hít phải khói thuốc, khói hương, trứng, sữa có nhiễm su dần, melamin, các chất phụ gia thực phẩm. Ung thư gây ra bởi nhiều yếu tố xác định và chưa xác định. Các yếu tố có nguy cơ cao là hút thuốc lá, chế độ ăn, rượu, hoạt động thể lực, nhiễm trùng, các yếu tố hormone và tia xạ. Ung thư giờ đây là nguyên nhân tử vong chính trên thế giới, ước tính có khoảng trên 14 triệu trường hợp mới mắc và 8,2 triệu ca tử vong do ung thư mỗi năm. Ở các nước phát triển tử vong do ung thư chỉ đứng sau tim mạch, ở các nước đang phát triển tỷ lệ phát triển bệnh ung thư vú, đại tràng, trực tràng, phổi, tiền liệt tuyến tăng song song với phát triển kinh tế, ngược lại tỷ lệ ung thư dạ dày giảm so với sự phát triển kinh tế. Ô nhiễm thực phẩm và chế độ ăn uống là nguyên nhân gây ung thư chủ yếu ở các nước đang phát triển. Thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng chống ung thư, cơ chế tác dụng. Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin, khoáng chất, hoạt chất sinh học làm tăng sức đề kháng không đặc hiệu và tăng sức đề kháng đặc hiệu, từ đó làm hạn chế xuất hiện ung thư hoặc làm chậm quá trình phát triển của ung thư. Thực phẩm chức năng chống các chất oxy hóa, bảo vệ gen, ADN, do đó chống ung thư. Thực phẩm chức năng cung cấp một số chất có hoạt tính chống ung thư. Thực phẩm chức năng cung cấp chất xơ. Thực phẩm chức năng cung cấp các hoạt chất ức chế cytokine gây viêm. Một chọn chế độ ăn ưu thế là thức ăn nguồn gốc thực vật,
phong phú về rau quả, đậu, khoai, củ, các loại hạt, ít các loại thực phẩm từ chất bột tinh chế đã qua chế biến. Hạn chế dùng thực phẩm đã chế biến, 2. Ăn nhiều rau tươi và quả chín, 3. Giới hạn lượng thịt màu đỏ không quá 80 gram ngày, 4. Duy trì cân nặng, nên có và vận động thân thể đều đặn. 5. Không uống rượu quá nhiều, 6. Sử dụng thực phẩm ít béo và ít muối, 7. Chế biến bảo quản thực phẩm an toàn hợp vệ sinh, 8. Không hút thuốc lá. Thực phẩm chức năng và chức năng gan. Đặc điểm của gan, gan là cơ quan to nhất của cơ thể, gan vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết, gan là kho dự trữ nhiều chất cho cơ thể. Gan là trung tâm chuyển hóa quan trọng, gan là nhà máy năng lượng của cơ thể, chức năng gan gắn liền với sinh mạng của con người. Thực phẩm chức năng hỗ trợ chức năng và phòng chống tổn thương gan, cơ chế tác dụng. 1. Thực phẩm chức năng bổ sung các vitamin và khoáng chất, hoạt chất sinh học làm tăng sức đề kháng không đặc hiệu và tăng sức đề kháng đặc hiệu, từ đó làm hạn chế xuất hiện ung thư. 2. Thực phẩm chức năng chống các chất oxy hóa bảo vệ gen, ADN. 3. Thực phẩm chức năng cung cấp một số chất có hoạt tính chống ung thư. 4. Thực phẩm chức năng hỗ trợ chức năng thải độc, thanh nhiệt, giải độc, thông mật. 5. Thực phẩm chức năng cung cấp các chất chống oxy hóa, bảo vệ ADN, màng tế bào các cơ quan tế bào, bảo vệ gan. 6. Thực phẩm chức năng chống nguy cơ gây bệnh, tiểu đường, vữa sơ động mạch, viêm, mỡ máu cao, có tác dụng phòng tránh tổn thương gan. 7. Thực phẩm chức năng tăng cường hệ thống miễn dịch, góp phần tăng sức khỏe của gan. Cảm ơn bạn.